trước mắt cô chú anh chị các bạn chúng ta thấy đó là chính là cái bức hình mà chụp lại Hòn Đá Dao trước năm 1974 thì Hòn Đá Dao còn nguyên vẹn trước khi bị ngã xuống. Thì ở bên kia đồi bên kia xa tiếp nó có một cái hòn đá nó giống mặt quỷ lắm. Dạ. Yeah. Hòn đá nó giống mặt quỷ lắm thì người ta nói là nó chiếu gọi là nó trắng á, ổng cái dao này nó trắng vậy đó. Đá nó sập xuống nhưng mà nó làm cái âm như khói bụi nó bay lên. Dạ. Yeah. Rồi mấy người kia mới nói đá giật dây đâu có giật đâu, tự nó động là nó ngã xuống thôi, nhưng mà cái hòn đá dao đó nó mọc ngược vậy nè, như hòn đá nó có cái đá là vậy đó, nó nhẹ vậy, yeah. Mà cái chân nó thì nó đứng nguyên ra vậy, yeah. Treo nó ngã thì nó ngã ra cho nó lại chém vô lại. Chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Nhật ký du lịch. Thì hiện tại Nhật ký du lịch đang có mặt tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Nơi mà Nhật ký du lịch đang đứng hiện nay là chùa Trùng Sơn Cổ Tự. Đó, một trong những cái ngôi chùa được xem là có cái cảnh quan mà đẹp nhất tại tỉnh Ninh Thuận. Tại vì mình khi mình đi lên trên ở phía trên sâu ở trên cái chùa ở trên á thì mình sẽ nhìn xuống phía dưới là mình thấy được cả quang cảnh thành phố và biển ở trước mặt chùa luôn. Thì trong cái video ngày hôm nay Nhật ký du lịch sẽ đưa cô chú anh chị các bạn chúng ta sẽ đi khám phá một nơi gọi là cái di tích Hòn Đá Dao. Nó gắn liền với rất là nhiều những cái giai thoại về cố tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đó là chính là ông Nguyễn Văn Thiệu. Thì cái Hòn Đá Dao nó nằm ở bên trong cái khuôn viên của chùa Trùng Sơn Cổ Tự luôn. Thì trước khi chúng ta đi khám phá thì cô chú anh chị hãy để lại một đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để đồng hành cùng Nhật ký du lịch nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên và từ từ khám phá cái nơi gọi là di tích Hòn Đá Dao. Đây, trước mặt mọi người đang thấy đây là cái nơi để chúng ta đi lên trên vị trí Hòn Đá Dao. Bây giờ thì Nhật ký du lịch sẽ đưa cô chú anh chị chúng ta sẽ đi lên trên phía trên vị trí này. Thì Hòn Đá Dao ngày xưa nó là một cái hòn đá hình như là một cái con dao á, nhưng mà nó bị gãy nó hiện tại bây giờ nó chỉ còn một phần còn sót lại thôi, đang nằm ở vị trí trên đây. Nói sơ một xíu về tiểu sử của vị tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đó chính là ông Nguyễn Văn Thiệu. Thì ông sinh ra và lớn lên tại vùng đất Ninh Hải, Ninh Thuận. Nếu mà xét về độ cuồng tín và đa nghi thì Nguyễn Văn Thiệu được liệt vào hàng bậc nhất trong các đời tổng thống của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Theo như giai thoại, Nguyễn Văn Thiệu là một người vô cùng cuồng tín vào thế giới tâm linh. Và để mị dân thì ông Thiệu không ngần ngại đổi ngày tháng năm sinh của mình từ ngày 5 tháng 4 năm 1923 thành ngày 24 tháng 12 năm 1924. Theo như âm lịch thì đây là ngày Tý, tháng Tý, năm Tý, còn được gọi là Tam Tý Vương, chỉ sự hưng thịnh cát tường. Nguyễn Văn Thiệu đã dùng ngày tháng năm sinh giả này để thêu dệt về một chân mệnh đế vương mà trời đã ban cho ông. Giai thoại về sự mê tín của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu được người dân lưu truyền rất là nhiều. Trong đó nổi tiếng nhất là việc trấn yểm Hòn Đá Dao trên núi Đá Chồng ở Phan Rang, quê hương của ông Thiệu, và xây dựng hồ con rùa mô phỏng Bác Quái Đồ để trấn Long Mạch Sài Gòn. Ngày trước, khi chưa nhậm chức Tổng thống, Nguyễn Văn Thiệu đã rất tin dùng ba thầy chiêm tinh tử vi, bói toán, đó chính là Huỳnh Liên, Minh Nguyệt và Khánh Sơn. Thì rất là nhiều những cái lá tử vi đã được ứng nghiệm, do đó là ông Nguyễn Văn Thiệu ngày càng tin hơn vào thuật phong thủy của ba thầy chiêm tinh tử vi này. Ở Ninh Hải, nơi ông Thiệu sinh ra, có ngọn núi tên là Đá Chồng. Trên núi có ba tảng đá lớn chồng lên nhau thành một hình thù rất dữ tợn, nên người dân thường gọi là đá mặt quỷ. Cách đá mặt quỷ tầm một cây số về hướng bắc có một tảng đá lớn giống như một chiếc dao. Chiếc dao này được xem như vũ khí trấn quỷ, nên dân Phan Rang xưa hay lưu truyền câu nói mặt quỷ kỵ đá dao. Trong một lần về thăm quê, các thầy phong thủy sau khi xem xét long mạch đã phán rằng mặt quỷ và đá dao chính là mấu chốt yểm mệnh của Tổng thống Thiệu. Theo đó, nhà ông Thiệu giáp mặt với đá mặt quỷ là điềm vô cùng xấu, ảnh hưởng đến quan lộ cả đời của ông. Nhưng công danh của ông vẫn rực rỡ khi nghiễm nhiên ngồi trên ghế tổng thống là nhờ vào Hòn Đá Dao trấn quỷ. Tin đâm rắp vào lời quân sư, Thiệu đã cho trấn yểm núi Đá Chồng, tăng lực đá dao để tiếp thêm linh khí cho chính mình. Để trấn núi Đá Chồng thì Nguyễn Văn Thiệu lệnh cho tỉnh trưởng Thuận Hải
nay tách thành tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, điều một trung đội công binh gấp rút xây dựng lại Quan Thánh Miếu thành ba ngôi nhà lớn tạo thành hình chữ công. Ngôi miếu này án ngữ phía bắc núi Đá Chồng. Nguyễn Văn Thiệu tiếp tục cho làm một con đường trải nhựa thành hình vòng cung từ dưới tỉnh lộ lên đến Quan Thánh Miếu. Và để giữ vững linh khí của mình, Nguyễn Văn Thiệu đã cắt nguyên một trung đội biệt động quân đến núi Đá Chồng để ngày đêm túc trực bảo vệ công trình. Đến năm 1974 thì hòn đá giao đột nhiên vỡ đôi và lăn lóc lóc xuống chân núi. Cho đến bây giờ thì người dân Phan Rang vẫn còn rất là tường tận cái vụ án hòn đá giao. Và chỉ trong vòng một năm sau thì Nguyễn Văn Thiệu đã chính thức bị lật đổ và kéo theo sự ly tàn của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Theo như mà Nhật ký lịch tìm hiểu này, nó sụp đổ vào lúc 4 giờ chiều ngày 4 giờ chiều của năm 1974. Hòn đá giao này tự nhiên mà nó nổ rồi nó bị bể ra làm đôi, thì một phần nó lăn lông lóc xuống dưới vị trí dưới đây đó. Chúng mọi người đang thấy thì còn sót lại một phần, còn cái góc của hòn đá giao thì nằm ở phía trên kia. Khi mà chúng ta đi đến ngay cái vị trí Ninh Hải Khánh Hải này, nếu mà chúng ta hỏi về cái sự tích gọi là cái giai thoại về hòn đá giao như thế nào thì sẽ có rất là nhiều người biết, nhưng mà nếu mà để chính xác mà cái thông tin như thế nào thì chỉ có những cái bậc cao niên gọi là những bậc người, những người lớn tuổi á, họ mới biết chính xác câu chuyện đó thôi. Còn lại thì tất cả đều nghe truyền miệng nhau. Nó là một cái giai thoại cho nên tất cả mọi người đều truyền miệng nhau về cái câu chuyện mà đá giao và đá mặt quỷ. Thì bây giờ thì Nhật ký lịch sẽ chúng ta sẽ đi lên trên phía vị trí của chùa Trùng Sơn Cổ Tự. Nhưng mà trước khi đi lên trên hướng trên đó thì Nhật ký lịch sẽ đưa cô chú anh chị, chúng ta sẽ đi vào trong khu này là khu ni của chùa. Thì bên trong còn lưu giữ là một tấm hình hòn đá giao còn nguyên vẹn ngày xưa, trước năm 1974. Hòn đá giao nó chưa sụp đổ, nó chưa bị nứt và bị bể ra làm hai á, thì vẫn còn tấm hình còn lưu giữ trong đây. Bây giờ Nhật ký lịch sẽ đi vào trong. Đây, bên đây là ngôi chùa ni của chú chị. Chúng ta sẽ đi vào bên trong. Dạ mô Phật. Dạ con chào sư. Sư ơi, cho con ghi hình cái hòn đá giao á, cũng xin phép sư cho con được ghi hình cái hình này là ngày xưa trước khi mà hòn đá giao bị ngã hay sư ha. Dạ. Dạ. Trước mắt cô chú anh chị các bạn, chúng ta thấy đó là chính là cái bức hình mà chụp lại hòn đá giao trước năm 1974, thì hòn đá giao còn nguyên vẹn trước khi bị ngã xuống. Dạ. Hình đó là chụp năm 72 xưa. Dạ. Thì con cũng nghe rất là nhiều người kể về cái giai thoại đá mặt quỷ, kỵ đá giao, nhưng mà cũng mỗi người kể một kiểu, con cũng không biết nó như thế nào sư, thì sư có thể chia sẻ giúp con được. Ồ, con nghe kể lại không? Dạ. Ở đó là cái hòn đá giao này là hồi xưa là cái miếu phong tử của cô này là. Dạ. Đó là ông Thiệu, tổng thống Nguyễn Thiệu ngay đây. Dạ. Là ông làm thờ cái long mạch của ông tại đây, rồi cái hòn đá giao đó ông cho đó là cái bổn mạng của ông. Dạ. Rồi năm 74 thì nó ngã. Dạ. Cuối năm 74 nó ngã. Thì ở bên kia đồi bên kia xa tiếp nó có một hòn đá nó giống mặt quỷ lắm. Dạ. Hòn đá nó giống mặt quỷ lắm thì người ta nói là nó chiếu, gọi là nó trắng á, ổng cái dao này nó trắng vậy đó. Dạ. Thì đó mình nghe cái truyền thuyết nói như vậy thôi chứ thật sự cô cũng không rành lắm. Dạ. Đó, nhưng mà hòn đá mặt quỷ thì lâu ngày chày tháng bây giờ nó không còn giống người ta, lâu ngày rồi nó xấu. Nó bị bào mòn hết rồi. Mòn. Dạ. Thì như theo con biết là ngày xưa là cái hòn đá mặt quỷ nó chiếu thẳng vào nhà của ông Nguyễn Văn Thiệu luôn. Yeah. Dạ, cho nên là những cái vị gọi là vị thầy chiêm tinh học dưới thời của ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là mới cho đó là cái điểm xấu cô ha. Thì bên đây là có cái hòn đá giao thì mới là trấn lại cái đá mặt quỷ. Dạ, thì do đó là ông Thiệu ông mới cho xây cái này. Dạ. Dạ. Dạ thì con nghe nói là đá hòn đá giao này nó tự ngã vào năm buổi chiều năm 1974 đúng không cô?
chắc vậy, cái này cũng rành lắm. Dạ. À, nó ngã, sao tự nhiên nó ngã, nhưng mà nó cũng ngã nằm xuống vậy thôi. Dạ. Tại nó lớn quá mà. Dạ. Nó bự quá thì cô nghĩ mấy cái chân nó có cái gì không mà nó ngã xuống là giống như người ta tin là cái điềm. Dạ. Nói chung là nó có một cái sự trùng hợp, nó có một sự trùng hợp nên người ta tin đó là một cái điềm mà để mà gọi là cái sự sụp đổ. Sụp đổ. Dạ. Không mà thường thường cũng có thể nó có cái điềm. Dạ. Chứ đâu có ai mà trụ hoài vậy. Dạ đúng rồi. Nó vậy. Thì nó ngã năm 74 rồi xong đấy. Năm 75 là ông bị xuống luôn. Dạ, rồi con cảm ơn sư. Bay qua tới Mỹ. Dạ, rồi con cảm ơn sư nha. À rồi vậy. Dạ. Cái này mình cũng nghe vậy thôi. Dạ, rồi con cảm ơn sư. Nhưng mà thật sự đó là chính cái chỗ này ông xây cô để cái kiến trúc cũ luôn á. Dạ. Hai cái cột cờ đó thời đó. À. Đó tới giờ. Cột gỗ đó đúng không cô? Đúng, còn để tới giờ luôn. Dạ. Hồi xưa là cô xin này cô làm lại thành cái thiền viện Đông Lâm Viên Ngộ, đổi tên là Miếu Khổng Tử, đổi thành thiền viện Đông Lâm Viên Ngộ. À dạ. Tại mình xin làm chùa cho bó hoang thấy tội. Dạ. Thì có nghĩa là ngày trước là cái hòn đá dao nó nằm tại cái vị trí này, do đó là ông mới xây dựng cái gọi là cái miếu Khổng Tử đây. Ừ. Để cho gọi là trấn cái long mạch, giữ cái ngai vị của ông. Ngai vị của ông. Dạ. Mà giữ thì đâu có bền được. Dạ đúng. Rồi đến lúc mà cũng phải xuống. Dạ rồi con đó, cảm rồi, ơn đó, sư. Cái kiến trúc này nó cũ. Dạ. Đại khái là cô giữ cũ. Dạ cô giữ lại hết, nói chung là cũng có sửa sang này, nhưng mà giữ lại hết. Cái gỗ này là gỗ lắm nè. Dạ. Thấy không? Nó hư nè. À gỗ ngày trước luôn cô hả? Ở đây nè. Dạ. Tất cả cái bộ cửa này nó cứng lắm, người ta gỡ ăn trộm không có được. Dạ. Đây nè, vô đây coi đây nè. Dạ. Cửa này nó đang hư, cô đang làm cái mấy cái bộ mà đó là của nó hết. Rồi hồi đó cái này là nó ra đây này, cái sâu nó bỏ hoang cái nó sắt nó bẻ, cái cô mới làm ẻo nó lại chứ. À. Những cái đây nè, cái trụ này là cũ này. Đây nè, thấy không? À dạ. Tất cả những cái gỗ này là cái này mình làm. Dạ. Cái trong đây nè. Cái trong đây. Cái này khoan cứng ngắc luôn, xi măng hồi xưa tốt thiệt. Dạ. Ờ, rồi cô về cô chỉ lập lại rồi lúc đó về làm lại vậy thôi chứ nguyên xi nó cứng lắm, chắc kinh dạ. hồn luôn. Đó, rồi cửa này nó gỡ không nổi luôn, nó cứng ngắc mà tốt thiệt hồi đó. Dạ. Là cái thời ông Nguyễn Thiệu là ông sử dụng cái gỗ này để ông làm luôn nè cô ha. Nó có cửa nữa nhưng mà ăn trộm. Bỏ hoang thì ăn trộm hết. Nó giữ lại cái bồn, cái nội này nè, khung ngoại, khung nội này thôi. Còn cái bên ngoài này là nó bị lấy rồi mình mới lấy làm đi. Cái ngoài này, còn cái trong này là hình của nó. Dạ, con nghĩ là cái này là gốc ngày xưa nè. Còn cái ngoài này là bị trộm. Mình làm lại trộm. Bây giờ mình sửa sang. Dạ, nhưng mà vẫn giữ được cái gốc ngày trước. Cũ nó như vậy, cũ rồi đó giờ. À, dạ. Có nghĩa là mấy căn nhà này là cô giữ cũ. Dạ. Cô để cũ vậy. Nó kiến trúc cũ, mấy cây cột này đây, chú thấy không? Cái tầng cấp nè, chú coi nè. Dạ. Đó, cũ rít luôn. Rồi hai cái đầu giống như đầu con rồng hay con cái gì, hai cái đầu nè. Đó, hai cái đầu đó là cô giữ nguyên. À, dạ. À, kiểu mình biết cái đầu gì. Có nghĩa là cái cách, cái kiến trúc của họ y vậy. Cô để vậy nè, cái tầng cấp cũ nè, thấy không? Dạ. Cô giữ vậy, cô chỉ trám trám này thôi, nó nứt nứt cô trám trám thì nó cũ luôn. Hồi đó giờ đó mấy cái cột mà đó của ông đó. Dạ. Có nghĩa là cô giữ mấy cái nhà này là cô giữ kiến trúc cũ. Dạ. Thay đổi. Như cột cờ này là cột cờ ngày trước cũ mà thời luôn, ông Thiều cũng làm luôn. Ờ. Dạ. Giữ cũ luôn. Dạ. Cô cũng không muốn làm mới tại thực sự nó cũng là di tích lịch sử. Dạ. Cho nên nhiều người tới đây thấy nó nhỏ thì người ta không có nghĩ chứ mà thực sự nó là di tích lịch sử cho nên cô giữ lại. Dạ. Chắc lắm, chắc nụi luôn. Chứ mình bỏ nó cũng uổng. Dạ. Rồi con cảm ơn sư nha. Dạ. À, bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên vị trí gọi là chùa Trùng Sơn Cổ Tự. Thì trước khi mà lên trên cái vị trí chùa Trùng Sơn Cổ Tự thì Nhật Ký Lịch có thấy một ông chú, có thể là chú cũng đã lớn tuổi rồi. Thì hy vọng là Nhật Ký Lịch sẽ đi qua bên đó, hy vọng là chú sẽ biết thêm một số những cái thông tin về hòn đá dao để chia sẻ cho cả nhà mình. Giờ chúng ta sẽ đi xuống để gặp chú nha. Thấy chú ngồi mình thấy cũng tội. Bên đây là cái điện Bồ Tát Quan Âm Tự. Thì về trước mà khi Nhật Ký Du Lịch đi tới đây thì vẫn chưa có cái lối này cô chú anh chị. Nó chỉ có cái lối ở phía trước thôi, cái lối phía dưới thôi, vẫn chưa lối này. Bây giờ mới mở luôn nè. Bây giờ chúng ta sẽ qua gặp chú.
con chào chú. Dạ, chú ngồi có mình đây hả? À, tại chú con quả tịch cho thầy đó, chú như đệ tử con thầy đó, chú không mà giờ cũng xin con quả 3 năm nay rồi. Dạ. À, chú cũng giờ chiều còn phần ngồi lại, canh sáng buổi sáng chú cũng làm trên cốc đồ chú bê. Dạ. Rồi còn lại cũng ngồi niệm Phật đó. Dạ. Thì cái lúc mà hòn đá dao ngã xuống đó, thì có thể là phát ra một cái tiếng lớn lắm không chú? Nó nổ không, sao chú? Không có sự lớn gì hết. Đá nó sập xuống nhưng mà nó làm cái ầm như khói bụi nó bay lên. Dạ. Rồi mấy người kia mới nói giật mình, giật đá, giật chi, đâu có giật đâu. Tự nó động là nó ngã xuống thôi. Nhưng dạ. Mà cái hòn đá dao đó nó mọc ngược vậy nè. Như hòn đá nó có sẵn đá ra vậy đó, nó nghe vậy. Dạ. Mà cái chân nó thì nó đứng nghiêng ra vậy. Dạ. Theo nó ngã thì nó ngã ra cho nó là chém vô lại. Chém ngã ngược lại. Nó ngã chém vô trong cái núi lại, vô trong lại. Dạ. Thì lưỡi vô trong lại. Dạ. Như ví dụ nó có mỏi quá, chân quá thì nó ngã về chứ, như cục đá nó đã nằm dày. Dạ. Nó nằm lên dày thì nó ngã, làm sao nó đâm vô lại, không có hay. Ừ. Cái chuyện lạ. Khối nó lên tanh vành chiến viện rồi bắt đầu nó kéo vô coi như là đồn qua ngày mai ngày mốt rồi Nha Trang, Phan Rang, Cam Ranh, đồn mà có chuyện lạ vậy mà. Dạ. Sài Gòn cũng kéo ra, mà hồi đường này là coi như là đá không. Đó. Lúc đó là đường này là chắc chưa có làm như bây giờ. Trước kia là có xảy ra một cái chuyện mà có hai con nhỏ trên đây nè. Dạ. Nó đi xe đạp ngồi lên. Rồi cái chạy sẵn xuống như này. Dạ. La trời ơi, cứu tôi. Giờ ai đâu cứu, xe mà nó trên xả xuống như vậy vậy không biết có thắng hay không chứ không biết. Dạ. Đâm vô cái mã kia. Ồ. Chết tức một con chăng ra tại chỗ, chở đi nhà thương kịp chết luôn. Một con chết tại chỗ luôn. Là ở dưới đường này luôn chú, chạy từ trên đây chạy xuống. Quán nhà ba là có cái mã ngay cái đinh, nó trong đinh như này. Dạ. Như xe ông ta như chú là chú lố là chú chạy xuống ruộng luôn. Tại hồi đó không có xe đâu. Chú vừa xe ra là nó táp á. Dạ. Giờ xe rất nhiều, hồi đó ít xe em. Nó mà không, nó băng qua ruộng hai con rớt xuống ruộng nước, lu bù ruộng lúa làm. Dạ. Sao mà chết, con cũng có thể chết đâu. Dạ. Mà nó lại ngu quá, nó đâm vô cái mã mà mã đinh trong cỡ này nè. Ồ. Chú chứng kiến luôn. Cái gì không biết hỏi chú nói cho nghe. Dạ. Chứ ở đây mấy người chứ sao cũng không biết đâu. Nó đâm nó chạy ào qua tiễn vậy, ở trên dốc này mà xuống còn vậy. Dạ. Nó xuống thì lố quá, nó cũng ngớt mặt, nó không biết, tim nó cũng yếu rồi. Dạ. Đâm vô mã, một con trước là chết tại chỗ. Còn con sâu con ngồi ngáp 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 rồi bà con bé cứu đi lên nhà thương, đi giữa đường chết luôn. Dạ. Hai đứa không được. Thì có thể là nhiều khi là cũng là một cái sự xui khiến xử sao chứ. Bình thường là nếu mà thả thẳng xuống cái đường này là sẽ đâm xuống ruộng đúng không chú? Thì nó đâm xuống ruộng luôn. Dạ. Đâm nó lại đâm vô đó. Đâm rồi đâm ngược vô trong mã. Đâm ngược với mã có hai cái đinh như vậy nè. Dạ. Đó. Cái mã của ông Nguyễn Hồ mà nằm ngay chỗ trong quán ông bà đó, có cái dòng đó. Dạ. Còn dấu đó. Đó còn đi xuống thấy. Dạ. Là lấy cố rồi đi đó. Là chạy đâm thẳng vô đâm thẳng vô đó rồi nó đâm đó cho đứng lại để khỏi luôn. Theo tao đâm xuống dưới ruộng luôn. Dạ. Bây giờ không có đâm đó ruộng. Tại hồi đó không xe. Chú bên đây mà lướt mà đâm ra ngoài là coi như nó hốt á. Dạ. Hồi xưa thì đường này nó nhỏ mà. Vắng xe lắm con à, không có xe lớn xe đồ chạy không. Chú bên đây mà đâm ra là nó hốt liền á. Dạ. Đó thành mới sợ vậy, mình đi và phải cẩn thận. Dạ. Thành xe chú để dưới đó chứ không dám để lên đây sổ xuống. Đỡ. Dạ. Nó biết đâu. Thắng rồi nó tuột rồi đỡ ấy có gì là khổ chứ. Dạ. Thì trở lại với cái câu chuyện mà hòn đá dao thì theo như chú chia sẻ là ngày trước khi mà nó sụp xuống là chú là người chứng kiến tại đây luôn. Chứng kiến 74. Dạ. Yeah. Hội mấy ông biết trật đó. Có người nói 73, rồi cãi tôi, mấy người ở nhà nói 73. Dạ. Yeah. Chứng kiến rõ ràng một tàu lao không? Bữa mấy ông buổi chiều hả chú? Buổi chiều lúc 4 giờ á. Dạ. Đó vậy thôi. Dạ. Thì con nghĩ là chắc cũng có một cái gọi là cái điềm, nó cũng liên quan tới cái câu chuyện mà ổng năm 75 là giờ là giải phóng. Còn dạ. Lúc ông Tổng thống Thiệu là coi như là nước Việt Nam mình động dụng là ổng đó, ổng bỏ đi trước rồi. Ổng. Dạ. Đi trước ngày đó, chứ ổng có ấy đâu. Dạ. Đi lên trước rồi. Dạ. Thì ổng hồi đó là ổng Tổng thống Mỹ Nhân Thiệu, thì ổng là người ở Đi Sĩ chứ đâu, gốc Đi Sĩ. Dạ. Đó. Thì cái hòn đá mặt quỷ đó là chú có biết thông tin gì chú chia sẻ giúp con về cái hòn đá mặt quỷ mà nó nằm phía bên gần đối diện nhà của ông Thiệu bây giờ? Thì nếu ấy hồi nào con có rảnh thì qua đó con quay. Dạ. Quay lên đi cái chùa ngay chùa Đi Sơn đi tới chút nữa. Nhìn lên là thấy luôn chứ? Nhưng mà không biết, mình hỏi người ta. Dạ. Hỏi mấy ông thầy là mấy ông thầy cũng biết. Dạ. Chỉ. Thì ngoài ra thì còn có những cái tích, cái giai thoại nào mà nó ly kỳ, nó liên quan về cái hòn đá dao và đá quỷ đúng không chú? Không à, chú chỉ biết bao nhiêu gì chứ nó. Dạ, nói chung là chú chỉ biết là chú chứng kiến cái đó thôi. Hòn đá mặt quỷ chú cũng biết, mà đá dao cũng biết. Đá dao chú nằm ở sát chân núi đây mà họ trốn lính vô đây mà quốc gia cũ đó, năm 16 tuổi trốn lính đây, ăn ở đây với mấy ông thầy. À. Như đầu này là 80 ông thầy đó. Dạ. Có hai ông thầy này là thầy của chú nè. Dạ. Ở trên là còn mấy cái hang động ở trên đó hơn chú hả? Cái hang ở trong rừng này họ
có hay ăn nhiều lắm. Dạ. Không biết còn hết nữa, hồi đó chú ta, hồi đó chú cũng là người đi vòng 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 ở núi Đá Chạy đi luôn rồi. Dạ. Đi, hồi đó con quan nó 16 tuổi con đi luôn luôn, nó bắt đến trốn rồi đi luồn 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 ra đằng sau. Dạ. Có nhìn khác rồi đâu có đồ ăn đâu. Thì cái hướng mà để đi lên những cái hang đó là mình đi lên trên Trùng Sơn Cố Tự hay là mình đi theo hướng Chù Ni bên đây chú? Những cái hang đá ở phía trên đó. Trật nó sâu lưng. Dạ. Thì có thể là tí nữa là con sẽ kiếm đường con lên. Dạ rồi con cảm ơn chú chia sẻ nha. Đây con gửi cho chú. Dạ con gửi chú. Dạ. Cảm ơn các con. Dạ. Giờ cũng năm cũ bước qua năm mới trở lại rồi. Chúc các con mạnh khỏe làm ăn phát tài phát đạt gia đình ấm no hạnh phúc nha. Dạ rồi con cảm ơn chú. Bây giờ con đi lên trên nha chú nha. Dạ. Trên đó không biết thang thì hỏi mấy bạn mấy chị à. Dạ rồi con cảm ơn chú. Dạ. Hay bây giờ Nhật Kiều Lịch sẽ đưa cô chú anh chị các bạn chúng ta sẽ đi lên trên phía trên ngôi Trùng Sơn Cổ Tự. Thế hả? Trùng Sơn Cổ Tự tọa lạc tại núi Đá Chồng, thị trấn Cánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Nằm ở độ cao 60m so với mực nước biển. Đường dẫn lên chùa là đường tam cấp dốc, thẳng đứng với gần 300 bậc thang được lát đá xanh rất công phu. Chùa được xây dựng vào năm 1973 bởi Hòa Thượng Thích Bửu Hiền, một người xuất thân từ tổ đình Trùng Khánh, ngôi tổ đình cổ hơn 300 năm tuổi theo hệ phái Bắc Tông của Đạt Ma Sư Tổ, dòng Lâm Tê Chánh Tông, ngay dưới chân núi Đá Chồng, cách Trùng Sơn Cổ Tự tầm 200m đường núi và đường bộ. Ban đầu, chùa chỉ là một thả âm nhỏ thờ Phật giản dị trên núi, là nơi hàng ngày nhà sư Bửu Hiền dùng làm nơi tu tập, đồng thời cũng là nơi để bà con Phật tử viếng thăm, khấn Phật cầu an. Dần về sau, ngôi am nhỏ được nhà sư mở rộng, xây thêm các hạng mục, tiểu cảnh nhằm mục đích làm nơi nghỉ ngơi, ngắm cảnh cho bà con Phật tử gần xa mỗi khi viếng Phật. Đến đời của Thượng tọa Thích Tâm Tường, ngôi am được mở rộng xây dựng trên diện tích quy mô hoành tráng, gồm nhiều hạng mục như cổng tam quan, chánh điện, nhà thờ tổ. Do việc xây dựng theo địa hình đồi núi nên rất khó phân biệt đâu là tiền đường, bái đường, chánh điện, cổng tam quan hay nhà thờ tổ. Chính vì thế mà tổng thể công trình chùa vừa tạo ra tính sinh động theo mô kiếp kiến trúc độc đáo, đồng thời cũng tạo ra tính phức tạp khi nhận diện. Sau hơn 40 năm xây dựng và hoàn thiện, cho đến nay chùa đã trải qua 3 đời trụ trì. Một trong những yếu tố tạo nên điểm nhấn cho Trùng Sơn Cổ Tự chính là nét phong cách kiến trúc, địa thế ngự trị và khung cảnh núi đá hoang sơ của núi Đá Chồng. Đứng tại vị trí của khoảng sân hiên phía trước cổng tam quan, chỉ cần phóng tầm mắt là có thể thấy toàn cảnh núi non, biển cả, đồi cát, đồng muối và ruộng lúa của huyện Ninh Hải và thành phố Phan Rang. Tuy là ngôi chùa nhưng giới trẻ rất thích đến đây, nhất là khi trời về chiều. Ngoài việc hành hương lễ Phật, thì đâu đó chúng ta tìm cho mình một khoảng không gian, một góc hình đẹp để lưu lại những bức ảnh sinh động. Mỗi bức ảnh khi chụp được thể hiện bằng nhiều vị trí và thời gian khác nhau. Tuy nhiên, khi hoàng hôn về là lúc các bạn trẻ tìm đến và chụp hình nhiều nhất. Thì ngay cái vị trí mà Nhật Ký Du Lịch đang đứng nè, chúng ta có thể quan sát được toàn cảnh ở phía trước mặt của chú anh chị đang thấy. Cái eo biển phía trước là biển Ninh Hải, Ninh Chữ của chú anh chị. Thì ngôi chùa này nằm ở trên một cái ngọn núi cao, ở đây gọi là khu vực núi Đá Chồng. Quan sát xuống phía dưới thì chúng ta có thể thấy được cảnh nhà phố rồi cảnh biển. Nói chung là nhìn cái gọi là cái khung cảnh và cái không gian ở đây á, nó vô cùng là yên tĩnh, vô cùng là thanh tịnh, và ở đâu đó chúng ta cảm giác được một cái gọi là cái sự thư thái khi chúng ta đi viếng Phật tại chùa Trùng Sơn Cổ Tự. Cái cảnh đây có thể được xem là cái ngôi chùa có cái view gọi là đẹp nhất ở hiện tại ở tỉnh Ninh Thuận rồi cô chú anh chị. Thì sớm giờ Kiều Lịch cũng đưa cô chú anh chị các bạn chúng ta cũng đã đi tham quan viếng Phật, chúng ta đã đi khám phá
về một cái nơi gọi là di tích Hòn Đá Dao. Nó gắn liền với cái giai thoại về cuộc đời và sự sụp đổ của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, đó chính là ông Nguyễn Văn Thiệu. Thì có lẽ bây giờ Nhật Du Lịch cũng xin phép khép video lại tại đây luôn. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video tới thời điểm hiện tại. Và đừng quên để lại một đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo để tạo động lực Nhật Du Lịch sẽ ra những video sắp tới, khám phá những địa điểm mà hấp dẫn hơn để chia sẻ và gửi đến cho cô chú anh chị. Một lần nữa xin cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.